không? Để đi vào thăm hoàn cảnh của bà cụ ở Sa Đéc, thành phố Sa Đéc. Hôm nay về chuyến tới đây nhưng mà các hẻm bị đóng sắp cửa ngoài rồi. Và muốn gửi sự giúp đỡ của anh quen ở bên Mỹ gửi về cho bà cụ. Hôm giờ tôi không biết sao đi vô được. Tại cái hẻm này các hẻm cùng phải đi nhờ. Bà hôm nay bà khỏe không? Nha, khỏe đấy. Khỏe nha. Ăn uống gì được không bà? Ăn thì cũng mừng ăn. Dạ. Mới ăn bà. Rồi sáng giờ bà ăn uống gì chưa? Ăn cho gì ạ? Dạ. Ai cho gì ăn ấy? Cho gì ăn ấy. Dạ. Bà nhớ con không? Lần trước con có qua con như trong thăm bà đó, tới trong vườn trống đất. Có chứ. Dạ. Mừng lắm chứ. Mừng lắm chứ. Mừng không nhớ. Con yêu dì Tư bả thì chỉ nhớ. Con dì chờ đợi hơn. Dạ. Thấy em thì nhớ vậy đó. Dạ. Nhưng mà rồi cái quên. Dì à, bây giờ không nhớ dì ra. Dạ. Dì, tôi không nhớ dì à. Thôi, giờ tôi không nhớ gì trơn hả? Không nhớ gì chứ. Tôi sợ tôi làm em mà. Mà không nhớ gì cho mừng quá chừng à. Dạ. Mừng quá chừng mà dạ. Không nhớ gì cho. Dạ. Nhìn đây kìa, cậu đang quay kìa. Đừng có. Đừng buồn tôi. Đừng buồn tôi nha. Dạ không có gì đâu. Con nhớ bà được rồi. Tôi mừng lắm. Dạ con nhớ bà, con đi qua thăm bà là được rồi. Dòng họ. Dạ. Mất hơi kêu nha. Dạ. Có mình. Bây giờ mừng ai cũng mừng á. Dạ. Thì hôm nay con tới đây có một cái tin vui cho bà ha. Ừ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Con thay mặt cho anh Quang ở bên Mỹ là con nhận về số tiền của anh là 100 đô Mỹ á bà. Và con đã được 2.300.000 đồng á. Con gửi cho bà nha. Dạ. Dạ bà mua đồ ăn rồi. Hôm nay bà có dám ăn gì không? Ăn uống gì không? Thì con chào nó tới mình gửi nó mua ăn. Dạ. Mình ăn mà. Dạ, ăn nhiều vô cho có sức khỏe. Cảm ơn chú Quang bên Mỹ. Cảm ơn. Nhìn đó kìa, nhìn như chú Quang bên Mỹ á. Đã ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi. Âm hộ tôi. Dạ. Giúp đỡ tôi. Mừng quá mừng. Dạ. Chú nhớ thương tôi nhiều nhiều nha. Có mình ở nè. Ở đây. Dạ. Rồi thường ngày chị ở đây mình nhận lương hưu của ngoại hả? Ai lương người cao tuổi vậy? Dạ. Lên trên quỹ ban á. Dạ. Là một tháng vậy là bà được bao nhiêu? À, tháng mà được 270. Nhưng mà ví dụ như chị về không có đi làm. Dạ. Cái người ta hướng dẫn cho chị làm cái giấy là nộp lên xin thêm là gấp đôi. Dạ. Tháng này bà được 540. Dạ. 540. Mình đã được nhiều không? Dạ. Một tháng là được 540. Bà có dư không cho con với? Bây giờ mình nhín mình ăn. Nhín ăn ha. Dạ. Cho qua ngày. Cho qua ngày. Quý vị nghe rõ không quý vị? Ở nghiệp đó. Để sát cho. Để khi mua đồ ăn sáng nó thôi. Mua hóa hai mẹ con rồi mới ăn nha. Một mình là không ăn. Ok. Mình muốn mua cái gì? Để mình kiên. Chính con. Dạ. Thêm đèn ăn. Cho thêm ăn. Cái này cái hình rồi à. Dạ. À bà thấy bà đẹp không? Cái hình rồi đây à. Dạ. Hình của ngoại đó. Có được không? Dạ được. Như mừng này. Quá hả? Dạ. Rồi. Bây giờ đây à, ai cũng mừng hả? Dạ, thấy ai cũng mừng ha. Chậm lấy quá kìa.
Chuyến này con qua, con gửi tiền cho bà đó, bà nhớ ăn uống gì vô nha, không có nhín nhín nữa nha. Nhín nữa hả? Nó chứ, để không có tiền xài sao? Vậy là mấy cô ở đây ở chùa có đồ ăn rồi đem về cho bà thêm hết vậy hả? Ở cả làng ở sớm luôn á. Ở sớm ai có gì chỗ đó. Dạ. Cái gì bà cũng ăn đấy. Nói chung bà ăn được ha. Sáng giờ là bà ăn gì vậy chị? Sáng ăn hủ tiếu. Dạ. Hủ tiếu khô á, nhờ nhờ ăn tiết nè nó mua giùm. Dạ. Rồi ăn chén chè. Dạ. Chè của cô Tâm đi cúng á coi. Cô cúng ở trong chùa thì đem về cho bà thiện, làm thiện nguyện cháu á. Dạ. Dạ. Cô xin về Phê Lan luôn nè. Dạ. Về cho bà ăn á. Dạ. Cảm ơn quá Trần. Dạ. Bây giờ không đâu rồi. Cái chân này, cái chân bữa nay lành này nè. Chân bữa nay khô rồi nè. Bà không té không chị? Phải không? Tại vì cái vết bà hỏi em qua là nè, một con cách nè. Dạ. Phóng lần hai chân, hai chân chụp kẹp. Chạy dắt ra ngoài hớt tóc á. Dạ. Thế người ta cũng gửi. Được đi cắt tóc mừng quá. Gửi cho tông đơ. Dạ. Lâu lâu cái nhẫn bài ngồi xích xích ngoài này nè, cho nó thoáng. Ở trong nhà bà cũng khó chịu. Đi không được mà. Đi xuống được tầm cấp hơi khó. Đi nhảy không? Vậy bà có xe lăn gì không vậy? Có. Người ta gửi về cho đầy đủ nhưng mà bà không có chịu ngồi. Dạ. Cái xe đẩy nó bà không có chịu. Dạ. Nói chung là đầy đủ. Dạ. Đi thôi, đi nhảy nhảy. Dắt bà thì bà đi bà nhảy nhảy. Dạ. Chứ ngồi trên xe bà cũng không chịu nữa. Bà ngồi trên xe bà rồi méo mày nè, em đẩy lật gọng luôn rồi. Lần đẩy lật gọng rồi. Bà không có đứng lên được. Dạ. À nặng lắm. Được. Nhà con mình nè. Dạ. Có con mình dắt tin mình được. Dạ. Không có con đâu có đi được. Dạ. Vậy thì bây giờ con gửi tiền cho bà xong rồi con đi về hả bà ha. Cái đường nó xa lắm. Hồi nãy con đi vô đây rồi con cũng đợi đâu cả nửa tiếng á, người ta đóng cổng mãi á, con vô không được. Dạ. Dạ. Không vô được luôn. Chuyến này xin số điện thoại chị rồi mai mốt con vô nói Trang đi nhờ cái gì, đi nhờ trong đường nhà của người dân luôn á, đi thẳng vô trong nhà rồi mới đi lòn ra ngoài này được. Vậy là đường này hẻm cục luôn hả chị hả? Ở ngoài sau là cũng không có đường nào để đi ngược vô hết á. Dạ không. Ừ. Ôi ở trước này là cái nhà cái nhà dài ngang trước, còn khúc này ta cho nở nè. Chị cho ở nhờ. Dạ. Nên là nãy em suy nghĩ hoài em không biết đường nào đi vô, em đi lại tới đây cái em thấy gào lại luôn, cái em không biết đường đi vô. Coi cái khu vực này, cái khu vực ở đây ra làm sao là không có nhà. Bây giờ con gửi tiền cho bà ngoại ha, bà ngoại để dành ăn uống gì nha, uống thuốc từ nhiều vô nha. Cảm ơn dạ. Con quá trời. Bà ngoại biết cái tờ tiền này bao nhiêu không? 5.000 5.000 hả? 100.000 ba không? Tờ này 500.000 nè. Bà ngoại sống theo tháng lương của ngoại là gần như tháng đó. Dạ hả? Dạ. 500.000. Rồi bây giờ thì Trang xin phép thay mặt anh Quang ở bên Mỹ gửi cho bà số tiền là 2.300.000 đồng để cho bà ăn uống rồi nha bà. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Cậu Quang bên Mỹ. Cậu Quang bên Mỹ. Dạ. Thì trước tiên thì cho phép Trang gửi lời cảm ơn đến anh Quang ở bên Mỹ rất nhiều, cũng như cảm ơn đến quý ông bà cô chú anh chị các bạn gần xa đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng kênh YouTube Khóa Biết Miền Tây. Bây giờ thì con thay mặt cho anh con gửi bà số tiền nha, bà nhìn giữ nha, bà hay là chịu quanh giữ. Bà giữ được không? Được. Rồi nhận hiện kim thôi, đặng vui trong lòng tới nay ngủ ngon nha. Ừ. 1.000.000 nè. 2.000.000 nè. Cái này là 300.000, tờ này mới 100.000, tờ này 500.000 nha ba. Con nghĩ được chị Hoành là chắc luôn á, chắc ăn lắm luôn á. Bà nhận cho bà vui đi.
con nhận cho ai vui. Bà vui với ai vui con? Bà nhận bà vui không? Vui hết trơn. Vui hết trơn. Giờ lì xì lại cho em đó không? Dạ. Có lì xì lại cho em đó không? Có không? Con lì xì được không? Thôi con nhận rồi. Bà hào phóng quá con nhận nha. Cho cắt đèn đây con sắp lại cho ngay cho bà. Lì xì cho em tiền xăng đi. Dạ không? Em không lấy. Con cho bà con không hết nha. À, bà gửi cho chị Oanh đi, sáng đi mua rồi ăn nha, không có nhín nữa nha. Thèm cái gì thì bà nói chị đi mua cho bà ăn. Nói là bị người tép tép. Chuyện có gì nha. Nhìn bà con nhớ lại con đó. Dễ thương quá à. Thôi con đi dạy ha, giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn con. Dạ, không có gì. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Dạ. Không có gì hết. Cảm ơn các mạnh thường quân. Dạ. Cảm ơn các mạnh thường quân. Dạ. Ở bên Mỹ. Dạ. Ở bên Mỹ. Dạ. Trong ngoài nước. trong nhà mình nước. Dạ, con hiểu rồi. Thôi chị, em đi dạy ha. Chị cảm ơn. Dạ. Dạ. Chị cũng gửi lời cảm ơn anh Quang ở bên Mỹ. Dạ. Đã giúp đỡ. Dạ. Chị cố gắng chăm sóc cho bà ăn, bây ăn giờ, cho bà ăn uống rồi. Bây giờ làm cha mà ông gỡ tiền gì, ăn gỡ tiền gì. Sao con không hiểu luôn á? Sao? Ngoại nói sao con không hiểu? Là làm sao mà từ bên Mỹ gửi về cho con được á hả? Là con gửi cho ngoại á hả sao? Bà nói đồng vợ đông rồi đó. Hả? Nói chàng hết hiểu. Cho mình biết được mình nói chuyện á. Dạ. Thì con thu cái hình này vô nè, để nữa làm kỷ niệm. Ngoại có buồn thì bà cảnh ảnh ngoài mở hình này coi. Ý như mà nói là người ta gửi tiền về không biết làm sao phải mình nói chuyện để cho người ta biết là ta cho ngoại. Vậy là ngoại nhìn vô đây nè, ngoại muốn nói gì với cái người cho tiền ngoại á thì ngoại nói. Nói đi, cậu Quang. Ngoại muốn nói gì không? Mình đặng đồ mày. Dạ, ngoại có muốn nói gì thì ngoại nói. Đây tại vì ngoại hỏi muốn nói chuyện với mấy anh thì hỏi nói thì sao? Thì ngoại cứ nói câu gì đó đi rồi cái mấy anh đó nghe được liền hả? Anh Quang. Dạ. Cho tôi nhắc tên. Cậu Quang. Cậu Quang. Dạ. Giúp đỡ tôi. Tôi giúp đỡ tôi. Dạ. Tôi mang ơn Quang. Dạ, dạ. Thôi, đừng nói vậy chứ không có gì đâu. Đừng nghĩ gì hết trơn hết nha. Rồi, vậy đi. Nói cho anh về. Thôi, con đi về đó. À. Ừ. Đâu, dạ. Con đi về. Dạ. Mạnh khỏe. Dạ, con cảm ơn bà. Cậu giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn cậu. Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ. Con đi về đó. Cảm ơn con. Cảm ơn. Biết con tên gì không? Biết bé này tên gì không? Không biết. Tên Trang. Tên Trang. Dạ. Nói cô Trang coi. Cô Trang. Rồi, thôi con đi về ha. Để em đi về. Cảm ơn. Sao dẫn em ra mới được. Đi chị. Để em đi mình cái đường này đó. Cái này là quý vị à, đi phải. Đấy, đi cái đường này. Để chị cắt đi em ơi. Để hồi rất mất nha. Cắt kỹ đi. Để mất đi xem. Nhà đi đi tắt nè quý vị. Quý vị nhìn cái đường nè. Đây con quay một vòng. Đi nè. Em hiểu. Đó, một vòng vậy đó là mình phải đi nhờ qua. Con về nha ngoài mà thấy nè. Ở đây ở phía sau nhà nè, để con thôi. Dạ con về nha. Dạ. Dạ. Bye bye. Bà ở đây khỏe mạnh á. Hy vọng mà có gì con quay lại thăm bà. Đây là phía sau cái gì, hẻm cục luôn nè. Đây qua đây là cái hẻm bên đây, thường ngày cho đi vô đường này. Hôm nay đi không được thì đi nhờ qua đường. Bên đây là phải vô nhà để xách dép đi mới được. Mình phải đi. Đi nhờ cái đường để nó. Dạ. Dạ.
Để nữa con đi nhờ, có gì con gọi. Dạ dạ. Chị em cảm ơn nhiều nha chị. Dạ dạ. Dạ. Thôi em về chị ơi. Dạ. Khỏe hay chị?